Đây là sân đậu xe của Fasco nha. Sân đậu xe rộng lắm quý vị ơi. Ở đây người ta mua đồ giá sỉ cơ mà quý vị, cho nên nó mua rất là nhiều. Mua nhiều như vậy. Ok, let's go. Hello. Hola. Người đẹp, bữa nay đi chợ với người đẹp nha. Mình anh một cái thẻ ha. Mình đi vô trong này mua đồ thì mình phải có cái thẻ. Có cái thẻ Costco nha quý vị. Cái thẻ này nè. Có thẻ thì mới vô được. Ở đây là cái TV. TV này là hiệu Samsung nha quý vị. TV Samsung 58 inch. 58 inch hiệu Samsung. Là nó có giá là, quay mấy cái này lên Việt Nam phái lắm á. Ở đây là bên máy vi tính của Apple ha. Đó, Apple. Đây, laptop Apple, MacBook Air. Cái này là bán cũng nhiều mặt hàng lắm, đa dạng lắm. Nhưng mà giá cả thì cũng phải chăng. Đây là iPad. iPad luôn. Cái hộp sòn này mới đẹp nè. Bự quá hả? Mà có 2 ngàn. Ừ. Chứ nó bự nhưng mà đây nè. 16.999 đô cái hộp này. Cái hộp này là bự nhất. Giá tiền mắc nhất nha quý vị. Quay một hồi không biết người ta có ấy không nữa. Cho quay không nữa đây. Và đây là những cái mặt đồng hồ. Đồng hồ này là hiệu thường thôi. Ở dưới này là Movado. Movado có giá là 849 đô Movado. Rất là đẹp nha quý vị. Đồng hồ này quá đẹp, màu vàng hết luôn. Hiệu vẹt Saisi, vẹt sánh nha quý vị. Giá có 59 đô thôi, bằng cái iPhone 8 mà 64GB thôi. Cũng rẻ mà. Ở đây thì cái mặt dây chuyền bằng, ở đây là đa số là hộp sòn và đá. Đá quý, ở đây đá quý này, đá màu xanh, màu tím thì cũng đẹp lắm. Giá cả ở đây cái hộp này, cái hộp đá chút béo luôn. Cái mặt dây chuyền nè, nguyên bộ này á. Cái mặt với cộng dây là khác, giá khác nha. Là giá cũng 599. Còn cái hai cái bông tai cũng là tông xịt tông luôn. Hai cái bông tai là giá 799 nha, bán riêng nha quý vị, không có tính chung được. Em thích hộp 17 ngàn hả? Ok, đợi ha. Tối anh lại đây anh đập kiến anh lấy ra cho em ha. Đừng nói mấy cái đó vô. Anh nói mấy cái đó mười mốt mà nó mất thiệt một cái nó lên YouTube nó kiếm anh nó chết luôn nữa. Đây là cái đồng hồ ghét nha. Anh mua mấy kiến lặn này cho em. Về Việt Nam anh đi biển anh lặn coi. Hai chục đồng ba cái hả? Mua gì có đi biển rồi đi tắm hồ đó lặn. Cái này là gì ta? Ơi cái này sướng hơn chứ. Cái này là người cái này đi, cái này mới tắm biển nè, còn cái kia là tắm hồ thôi. 40 đô hả? Đi du lịch phải mua cái vali này mà mình có. Thôi, máy giặt hơi. Máy giặt hơi Steam. 3-in-1 luôn. Bây giờ công nghệ mới quá, máy pha cà phê nè. Để anh coi cái giá của cái máy này là bao nhiêu. Ở đây thì Tim Hortons nó có bán cà phê ở trong đây luôn ta. Đây là cái tiệm cà phê nổi tiếng nhất ở Canada mình đó, Tim Hortons. Đây cái hiệu nó này quý vị. Nổi tiếng mà nó phát hành cà phê nó bán ra ngoài thị trường luôn nè. Hay ha. Take one. You can see one of our three times.
Dạ đâu có hết rồi. Đi lại mua cái bọc bịch với sô-cô-la mà không có đường á, mua cho chị Sáu sô-cô-la không có đường. Ở đây lớn lắm nha, cái kho này rất là lớn nha quý vị. Costco này là của công ty này, của Mỹ nha. Của Mỹ nó đặt cái tiệm nó ở bên Canada mình. Hồi lúc trước Hữu Phước có qua bên Mỹ á, thì cũng có thấy cái cửa hiệu này nằm bên Mỹ, thì Hữu Phước biết chắc là cái này của công ty Mỹ nó đặt bên đây. Rất là lớn luôn. Cái gì thấy không? Hàng quán người ta chất như vậy đó. Cao hết sức không? Chất mấy tầng luôn á. Xe cẩu này nó cẩu lên cẩu xuống để nó lấy hàng không? Chứ không phải là đơn giản đâu. Cái siêu thị này là anh Hữu Phước thấy là lớn dữ lắm mà nó bán đồ giá sỉ không à. Rồi em coi có nước ấy kiến xe nè. Kim Dung Bình vậy. Ồ, nó bán một thùng như vậy, mười mấy đồng thùng hả? Ở đây quý vị biết không, cái kiến xe của mình nó mùa đông á, nhiệt độ nó lạnh trừ 45 độ C nè. Cái này là để quạt nước nha. Cái quạt nước thì nó bán một thùng như vậy á, là bốn thùng ở trong, một thùng 4 lít, một thùng 3 lít 78 thôi, 4 thùng như vậy. Ok, 4 thùng như vậy mà nó bán 12 đô Canada cộng thuế nha. Ở đây là những cái mặt hàng xà bông nha quý vị, xà bông giặt đồ nha quý vị. Thì ở Việt Nam có mấy đứa cháu của mình là nó muốn quay những cái mặt hàng này và biết để so sánh cái giá cả ở Việt Nam và Canada. Thì mình vô hôm nay mình đi đây để mình quay cho tụi nó xem. Ok, cái này đúng không? Cái này đúng rồi em. Rồi lấy rồi, lấy cho anh một cây. Lấy rồi hả? Ok, một cây này giá nhiêu em? 19 đồng. Có giá trên đó hả? 19 đồng một cây. Thì cái cây này là kéo chắc về Việt Nam xài chắc lâu lắm. Để cái này là cái đắt tích á, là bọc non để mà bịch thức ăn á. Rồi dạ. Cái cây lau nhà ở đây á, cây lau nhà này đây, cái giá của nó là 30 đô nha quý vị. Cái giá nó 31 đô cộng thuế nữa là ok khoảng 35 đô. Mà cái cây lau nhà này 35 đô, 3 lần 7 21, 3 lần 7 21, vậy là khoảng 500 ngàn. So với Việt Nam á thì nó mắc hơn Việt Nam mình quá, phải không? 500 ngàn. Nhưng mà cái giò phải đạp vô đó để quay để cho nó sạch nước đó. Không, mình thấy cái này thua Việt Nam, thua hàng của Việt Nam. Hàng của Việt Nam thấy ngon hơn mà rẻ hơn này. Việt Nam chừng 300 ngàn à. Ở đây thì người dân ở đây thích cái xà bông thai này lắm, hiệu thai này quý vị. Còn bên Việt Nam mình thì người ta không thịnh hành lắm. Người ta thích là gì đó, Omo hả? Omo thôi. Còn ở đây thì cái này là mắc tiền nhất. Cái này giặt sạch đồ mà dân ở đây người ta chuộng cái này nhiều nhất. Xà bông thai nè. Cho nên mình về Việt Nam mình thấy rẻ, người ta không có ai xài, mình mua mình xài đã quá. Thì đó. Bên này thì bán những cái mặt hàng này không, hiệu này không, mà tại vì người dân bên đây người ta chuộng cái hiệu này. Ok, bây giờ để mình coi cái giá của nó là bao nhiêu một thùng ha. Một thùng này á là 4 lít 43. Cái giá của nó là bao nhiêu? 4 lít 43. Cái shopping này thì nó lớn dữ lắm nha. Cái này đi, nếu mà đi chắc cả ngày mới hết những cái mặt hàng ở đây á. Costco này bán đa dạng lắm. Có cái quầy mà thịt cá ở đây luôn. Đây là cá salmon nha.
cá tùm lum hết trơn, đầy đủ bán đa dạng. Cái này là cái gì? Cana. Cana là con vịt rồi. Ở đây là con vịt nha quý vị. Đắc, đắc là tiếng Anh, là đắc là con vịt. Con gái chưa ấy đó kêu bằng giòn. Con gái mà chưa có đẻ lứa nào kêu bằng giòn. Còn con vịt này cũng chưa có đẻ nè, nó kêu bằng giòn, giòn đắc. Đó, vịt chưa đẻ. Em nào mà chưa đẻ thì gọi là giòn, giòn gơ, giòn gơ. Ở đây là một cái thùng bia 24 chai. Bia chai á là giá của nó 26 đô 45, thế má luôn thì cả khoảng 30 đô với tương là tương đương 500 ngàn tiền Việt Nam. Một thùng bia 500 ngàn thì ở Việt Nam mình nó là khoảng 400 mấy thôi, vậy 430 mà bia lon luôn. Cái này bia chai mà 500 ngàn thì so với cái giá thì bên đây, cái thị trường bên đây giá nó mắc hơn Việt Nam hơn quý vị. Ở đây rất hay là có cái là người ta quảng cáo đồ ăn tại chỗ luôn, người ta sẽ làm cho mình ăn thử đó, quý vị, để Hữu Phước đến đây để kiếm một tí gì đó để ăn. Đây. Ở đây ai mà muốn ăn miễn phí ăn chùa đó thì tới đây, ở đây có cho ăn chùa nha quý vị. Ở đây thì họ có bán cái xe để cho mình tập thể thao á quý vị. Đủ đa dạng lắm quý vị, có hoa tươi luôn. Hoa tươi luôn nha quý vị. Hoa tươi luôn, ở đây bán đa dạng thiệt, rất là đa dạng luôn. Rồi mùng mền chiếu gối gì đây có bán hết đó quý vị. Cái này ở Việt Nam như không có nè. Cái này nó lạ nè, giờ bển mình cho Việt Nam người ta ăn là vui vui á. Cái nào mà hàng ở Việt Nam không có đó, mình mua ha. Rồi mua cái này đi. Cái này là 13 đồng. Cái này ở bên Việt Nam. Còn cái này là 9 đồng, 59. Thế hả? Anh muốn lấy cái nào? Anh lại muốn lấy cái này, nó lạ hơn. Cái này nó rất là cay. Rất là cay hả? Lấy cái thường thôi. Đừng có cay á. Cái này rất là cay. Cái này mental cay, cay. Rồi, mental cay lắm vậy không được. Tất cả ở đây hai loại. Vậy em lấy cái loại nào nó 25 đồng. 25 đồng mà nó không có đường nha. Cacao, coca cacao. Sô cô la này á là nó không có đường nha quý vị. Bà chị của mình thì bà thích cái loại không có đường, mình mua cho bà một cái con vỉ này. Cái trọng lượng cái xe bóng cục, và xe bóng cục cái hiệu này là đô nè, hiệu đô rửa tay thôi. Cái này là nước, cái shop để rửa tay thôi nha quý vị. Lotion đồ này kia đó, bồi dưỡng omega 3 đồ này kia nè, nó nè omega 3. Và ở đây là cái dầu cá đó, để là oil fish, fish oil nè quý vị, dầu cá. Cái viên dầu cá đó, viên bên trong nè, dầu cá 19 đô. Và cái đây là thảo dược không à quý vị ơi, thảo dược đó. Khối quá khớp để mình coi cái thuốc này uống sao đây, không biết có Lenon, những thuốc cảm nhức đầu, sổ mũi rồi, nhức rồi đó, nói chung thuốc nhức rồi đó. Để lên xe cho mình luôn, rất là dễ thương, khỏi cần tiền bo thì gì hết nha quý vị, không cần tiền bo đâu. Còn ở bên cạnh của chúng tôi là có bán đồ ăn luôn, giống như hot dog hay là các thứ này ha. Đó, ai đói bụng thì quý vị nào đói bụng thì vào cái quầy bán đồ ăn luôn, mua đồ ăn ăn tại chỗ luôn, pizza rồi các thứ có đầy đủ hết. Đó, đây là bánh pizza. Bên này là hot dog nè quý vị, hot dog. Hot dog, hot đó là nóng, dog đó là chó nóng nha. Cái mình dịch cho sát nghĩa tiếng Việt mình là chó nóng.